Cho nên là tôi mới ngồi trên xe để tôi nhớ, tình cờ tôi nhớ mà. Tôi không ngờ rằng là một vị đại diện mà đem ra câu hỏi, hỏi câu đó. Tôi nhớ cái chùa mà thầy của tôi hồi đó có cái chùa Phật Quang, mà để cái câu đối, câu đối trước chùa: Phật Phật đạo đồng quyền xuống ngũ thừa, thật quy nhất tánh, Quang Quang vô tận thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Thành ra Đức Phật A Di Đà là phải hiểu là hào quang vô lượng, không là không gian vô lượng và thời gian vô cùng. Cho nên Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Đó là cái nghĩa của chữ chữ Phật ha. Quang quang vô tận thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Chỉ quang là hào quang là vô tận, nói về chiều dọc thì thụ cùng tam tế. Về mặt thời gian thì nó trùm suốt là khắp cả quá khứ hiện tại Như Lai, lúc nào không có lúc nào là không có cái thời gian. Còn quang quang vô tận là vô lượng quang, là về mặt không gian đó là cái hào quang vô tận. Thế thì mình niệm A Di Đà tức là mình niệm cái không gian thanh tịnh, cái thời gian thanh tịnh, tức là niệm cái tấm thanh tịnh của vũ trụ. Mà cái tấm thanh tịnh của vũ trụ đó tức là Phật tâm, là Phật tánh của chính mình. Do vậy cho nên là mình niệm Phật A Di Đà đó là mình niệm cái Phật tánh của mình, Phật tâm của mình. Mà Phật tâm Phật tánh đó cũng như là Phật Di Đà là vô lượng thọ vô lượng quang, đó là trùm khắp cả không gian, khắp cả thời gian. Đó là cái chữ vô A Di Đà là không gian vô tận và thời gian vô cùng. Tánh thanh tịnh đó là A Di Đà đó. Do vậy mà Phật Di Đà là Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Mình ngồi vậy là mình ngồi trong hào quang Phật Di Đà, mình ngồi trong không gian, ngồi trong ánh sáng của Phật Di Đà. Và nếu mà ngày mình chết đi nữa, mình cũng chết ở trong cái lòng của vũ trụ, của không gian thời gian thanh tịnh ấy. Do vậy mà mình niệm Phật Di Đà bằng bằng niệm tự tánh Di Đà đó, cái tánh của mình là cái tánh thanh tịnh, cái tánh trùm khắp không gian vô tận, tánh là suốt thời gian vô cùng. Tánh thanh tịnh đó là không có lúc nào là cái tánh mà không gian vô tận thời gian vô cùng, không có lúc nào là đó nó có bị nhiễm ô bao giờ. Thế tự tánh Di Đà của mình là cái tánh không gian thanh tịnh đó, tánh thời gian thanh tịnh đó là của Phật tánh của mình đó. Cho nên là Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh Cực Lạc. Cái nước gọi là nước Cực Lạc á của Phật A Di Đà đấy, là cái nước tịch quang chân cảnh, là cũng ở trên mặt đất nè, cũng trên mặt đất của vũ trụ mà chúng ta ở đây. Nó thường vắng lặng, nó thường thanh tịnh. Mà cái tánh thanh tịnh và vắng lặng của sự vật hiện tượng đó ta gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật tánh là thanh tịnh, thanh tịnh bản nhiên của con người, của động vật hữu tình. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật và khoáng vật luôn. Thì tánh luôn luôn là cái tánh của nó là thanh tịnh, là không hề có tội lỗi, không hề có nhiễm ô. Do vậy cho nên là mình niệm mà cái tự tánh Di Đà của mình mà nó thanh tịnh rồi đó, thì cái cõi nước của mình đang ở đây nè, cái mặt đất mình đang ở nè, cái hành tinh mình đang ở nè, là thường tịnh quang tịnh độ đó. Nếu tâm mình không có khởi cái niệm tham, niệm sân, niệm si, thì cái cõi, cái đất nước mà mình đang ở đây, 9 tỷ người đang sống đây là đất nước tịnh độ, là Cực Lạc. Là
Do vậy cho nên là học cái câu đó, tu tịnh độ bằng cái kiểu là tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiêu tịnh kỳ tâm. Do cái tâm của mình thanh tịnh rồi nó mới có ra cái cõi nước thanh tịnh. Chứ nếu tâm mình không thanh tịnh, tâm mình nhiễm ô, tâm mình đầy dày đặc tham sân si mạn nghi ác kiến, tâm mình đầy ấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, thân mình đầy ấp phẫn hận, phu não, tật sang, cuốn, xỉm hại, kiêu, vân vân, thì không bao giờ có cái cõi nào, tịnh độ nào mà chứa mình hết thảy. Cũng chẳng có ông Phật nào mà lại rước mình đi được hết thảy. Do vậy mà phải học cái pháp môn tịnh độ là niệm Phật là niệm tâm. Niệm cái tâm thanh tịnh của mình là cái tự tánh thanh tịnh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, Di Tâm Tịnh Độ. Tịnh độ ở đây. Cho mày hiểu tịnh độ là ở phía mặt trời lặn phương Tây, đi ra bao nhiêu trăm ngàn tỷ cái số đó, rồi đem cái hồn về đó đó, cái đó là không có được. Chờ ngày chết rồi còn Phật Di Đà rồi kéo Quan Âm Thế Chí thần Quan Bảo Cái rồi đó là rước về cõi đó không có được. Cho nên là tôi học hồi nhỏ tôi đọc mấy câu nghĩa là tầm bậy hết sức. Vậy mà tôi phải học bao nhiêu năm rồi tôi phải tu tập rồi tôi đi dạy học mấy chục năm tôi nghiên cứu mới được. Nói thì các vị không có tin. Chứ còn cái lớp mà tuổi và cái lớp mà trung cấp sơ cấp này chúng ta còn học nghĩa là học không biết bao nhiêu những cái bậy bạ mà cần phải bỏ. Chứ không phải vừa đâu. Học thì học vậy đó mà còn phải lựa bỏ nhiều lắm mới được. Cái thế niệm Phật Di Đà mình dễ có được. Phật Di Đà mà chờ đệ tử Phật Thích Ca chết rồi rước hồn đi rồi bỏ cái xác thúi lại cho thầy trò Phật Thích Ca chịu đựng. Chơi vậy thì sao chơi được? Tôi là Phật Thích Ca, anh là Phật Di Đà. Mà tôi dạy á, cái đạo Phật Thích Ca là cái đạo của tôi dạy ra. Mà học trò tôi chết thì anh lại anh bắt cái hồn anh đi, đem về nước anh. Còn bỏ cái xác thối lại cho thầy trò tôi ở cái cõi này là sao? Anh là Phật, anh chơi như vậy thì làm sao tôi chơi với anh được? Cho nên nếu mình nói rõ ra là ta nói rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Nói như vậy có nghĩa là mình dạy tu bậy đó, mình dạy tu sai, mình cắt nghĩa sai về kinh điển đó. Nhưng mà tôi nói ra bây giờ đây là có thể là đội đây, nếu mà có Phật tử nghe đây là họ nghỉ chơi với tôi, họ không nghe tôi được. Còn các chư tăng ni mà nghe tôi nói mà không có thiền định, các vị cũng xa lìa tôi, không chơi tôi được. Là tại vì các vị tin cái kiểu của các vị, tin kiểu các vị đó đối với bài kinh điển mà gọi là khế lý của đạo Phật à, không cắt nghĩa được. Khế lý nghĩa là nói ra phải có chân lý, lý luận phải có tính thuyết phục. Chứ là niệm bằng Di Đà rồi tu tịnh độ rồi chờ 8 tiếng đồng hồ sau, trong thời gian đó không được đụng. Đụng là nó nổi sân, sân cái đâu nữa mà sân. Chết là lạnh gác rồi. Nếu mà tất cả bác sĩ ta hỏi, ta biết cái thời gian đó là thời gian chết rồi. Còn bình thường xưa nay cũng vậy đó, ta coi tim hết đập nè, tim hết nóng nè, lỗ mũi hết thở nè, là chết rồi. Là trong vòng vài ba tiếng hồi sau ta có thể tẩn liệm vô trong hàng, trong rương, trong cấp rồi. Ở đây phải để sau 8 tiếng. 8 tiếng rồi còn phải niệm thêm càng lâu càng hay để cho mềm dũng. Rồi Phật Di Đà, đó là biểu hiện của Phật Di Đà tới rước giảng sanh rồi. Nói như vậy mà nghe được là nghe là sao? Rồi rước đi thì rước cái hồn còn bỏ xác lại cho thầy trò Phật Thích Ca chịu trận ở trên cái mặt đất này. Vậy mà nói vậy mà nghe được là sao? Phật với Phật với nhau mà chơi vậy thì còn gì là tình là nghĩa? Tôi nói là các vị phải văn như tư như tu. Nghe là phải thiền định tức là tư duy là suy nghĩ đó. Suy nghĩ có lý thì mình theo, còn không có lý các vị cứ bỏ mà đừng có sợ tội. À,
Cho nên tôi nhắc lại chữ A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Niệm A Di Đà Phật tức là niệm cái tánh thanh tịnh của không gian và niệm cái tánh thanh tịnh của thời gian. Mà hết tâm của chúng sanh tịnh, thanh tịnh thì mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Tâm chúng sanh mà đầy nhảy phiền não vô minh, trượt ác thân kiến, biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cơ thủ còn nguyên, kiến hoặc tư hoặc còn nguyên, thì không có niệm cái ông nào mà rước đi đâu được hết. Cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ. Học Phật ta cần tìm một lối đi. Cái lối đi đó là lối đi gì? Tìm cái an lạc. Tu không an lạc là hướng sai rồi. Cho nên chúng ta tu phải làm sao cho có an lạc mới là cái gốc của cái trọng tâm của cái chủ đích đến của những người tu hành của chúng ta, Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Giải thoát ta cần một lối đi, tu mà không có an lạc là cái hướng sai rồi. Đó là chỉ nam định vị cái la bàn đã hỏng rồi. Thì mà la bàn đã hỏng rồi thì là dầu cho là thuyền trưởng phi công giỏi mấy đi nữa, tàu tốt mấy, máy bay tốt mấy, mà không có la bàn cái định hướng sai lạc thì không có lối ra, không có đi đâu được hết. Cho nên các vị nên để ý, giải thoát ta cần một lối đi, tu mà không an lạc là cái hướng sai rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng đất chuyển, thuyền trưởng phi công bật lối ra. Cho nên để ý coi chừng mình tu sai đấy. Mình tu mà mình cầu, mình niệm Phật Di Đà, mình kêu tên không vậy đâu có được. Chỉ kêu tên vậy là ai kêu tên là thương là lại là rước à. Còn ai không kêu tên mình là mình không rước à. Phật Thích Ca không có kiểu đó đâu. Phật Thích Ca không bao giờ là do niệm Phật Thích Ca mà niệm Phật Thích Ca thương. Không bao giờ là do mỗi ngày niệm Phật Thích Ca lại Phật Thích Ca mà hay là cúng Phật Thích Ca ha. Rồi Phật thương, rồi Phật độ, về Niết Bàn, không có. Chữ Phật là giác giả. Người nào có tu tập, có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến, người đó có giác ngộ là người đó có giải thoát, có Niết Bàn. Người nào không có giác ngộ là không có Niết Bàn. Không có Bồ Đề là không có Niết Bàn. Không có giải thoát là không có trí tuệ là không có an lạc giải thoát được. Chứ Phật Thích Ca không có phải gì là đem